nhìn như mấy con tắc kè vậy đó. Nhưng mà các bạn có biết giá trị của cái thùng rồng này bao nhiêu tiền không? Gần 1 tỷ nha. Mình xin nhắc lại là gần 1 tỷ lần đó. Thì tụi này là Tobago Iguana Baby. Giá trị của một con hiện tại nó rơi vào tầm 70 cho tới 75 triệu một con. Rất là mắc luôn. Để mình bắt lên cho các bạn coi. Tụi này khi mà trưởng thành á, nó sẽ chuyển dần sang màu trắng toàn thân. Và trên người có mấy cái sọc đen rất là đẹp. Đặc biệt là đôi mắt nữa. Đôi mắt của nó màu đen thui luôn. Mình sẽ có một video về tụi nó trưởng thành cho các bạn coi. Còn ai mà đang muốn chơi lớn á, cứ kiếm mình để sở hữu một bé nha.